Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 tại huyện Quảng Hòa và huyện Bảo Lâm. Công an tỉnh ra mắt mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc trọng thể, kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, sâu sát của tỉnh ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội tỉnh ta trong năm đã đạt được những kết quả tích cực với 11 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều khó khăn hạn chế cần được tháo gỡ khắc phục. Kỳ họp cuối năm có khối lượng công việc rất lớn, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Do đó đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận sâu các vấn đề theo kế hoạch đề ra. Trước hết, kỳ họp sẽ thực hiện quyền giám sát, xem xét và cho ý kiến đối với 22 báo cáo của Ủy ban dân tỉnh, của Hội đồng dân tỉnh, của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh. Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc về tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, theo các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh đã đề ra. Tiếp tục bàn, bổ sung, thống nhất các giải pháp chủ yếu để thúc đẩy hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra cho năm 2023 và thời gian tiếp theo. Thứ hai, Hội đồng dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả những ý kiến kiến nghị, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu trong và sau kỳ họp thứ 14 và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng dân tỉnh, nhất là đối với những vấn đề đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Hội đồng dân tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Căn cứ vào kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng dân tỉnh sẽ tiếp tục giám sát và quyết liệt đeo bám tới cùng các vấn đề mà chính quyền các cấp ở địa phương chịu trách nhiệm giải quyết. Thứ ba, kỳ họp sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét thông qua khoảng 30 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trong tỉnh. Vì vậy, các vị đại biểu cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu để có những ý kiến đóng góp có chất lượng, sát đúng với từng nội dung, nhằm giúp cho Hội đồng dân tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, có tính khả thi cao, đảm bảo sự minh bạch, đồng bộ giữa các chính sách của tỉnh cùng với hệ thống pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức thực hiện nghị quyết từ cơ sở và trong nhân dân. Cùng với đó, Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp này sẽ xem xét miễn nhiệm và bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa toàn thể các đồng chí, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm rất quan trọng. Tại kỳ họp này, Hội đồng dân tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để Hội đồng dân tỉnh không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu,
Thời gian kỳ họp diễn ra từ nay cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2023 với nhiều nội dung lớn và quan trọng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, các báo cáo trình tại kỳ họp, thảo luận sâu các vấn đề dân chủ bàn bạc, tập trung thống nhất cao để hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, năm 2023 tốc độ tăng trưởng GDP ước tăng 2,24%, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 0,71%, an ninh lương thực luôn được đảm bảo. Ước đến hết năm có thêm 5 xã đạt từ 17 đến 18 tiêu chí nông thôn mới, đạt kế hoạch. Công nghiệp phục hồi và phát triển tốt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.700 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 11.520 tỷ đồng, vượt 24,7% kế hoạch, tăng 32% so với cùng kỳ. Du lịch có nhiều khởi sắc, tổ chức thành công nhiều sự kiện lễ hội du lịch, vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bà Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Tổng lượt khách du lịch đạt 1 triệu 900.000 lượt, vượt 46% kế hoạch, tăng 72,3% so với năm 2022. Tổng thu du lịch đạt trên 1.334 tỷ đồng, vượt 48,2% kế hoạch, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 661 triệu USD, vượt 3,6% kế hoạch. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Các dự án đầu tư được đẩy mạnh, có trọng tâm trọng điểm. Dự án cao tốc Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng từng bước được triển khai thực hiện. 82,5% chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Thu ngân sách ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, đạt 70,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 trên 1.329 tỷ đồng bằng 26,7% quyết định Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 28,6% nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài đạt 50,4%. Ước giải ngân năm 2023 đạt trên 3.275 tỷ đồng, đạt 80% quyết định Thủ tướng giao, 61% nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Giải ngân vốn kéo dài ước đạt trên 90% kế hoạch. Các nhiệm vụ văn hóa xã hội được triển khai kịp thời, các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, đặc biệt đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện hiệu quả. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh khẳng định kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, kịp thời của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ, đồng tình của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. Tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những khó khăn hạn chế, như có 6 trên 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, thu ngân sách đạt thấp so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, một số dự án đầu tư còn chậm, trong đó có một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá trong năm 2023 còn nhiều vấn đề tồn tại hạn chế. Ngoài những hạn chế tồn tại do nguyên nhân khách quan, thì tôi cho rằng thực tiễn tỉnh đang phải đối mặt với các vấn đề. Thứ nhất là việc triển khai cơ chế chính sách và việc nắm bắt phân tích, xử lý thông tin ở một số sở ban ngành địa phương chưa nhanh nhạy, chưa kịp thời hoặc thực hiện không hiệu quả trong công tác tham mưu về phương án, giải pháp, phản ứng để đưa ra giải pháp trong các lĩnh vực thì còn hạn chế. Hai là công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành một số cấp ủy, chính quyền, tính tiền phong, gương mẫu của một số ít bộ phận cán bộ đảng viên còn thiếu chủ động, hạn chế, rồi sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, thiếu quyết đoán, quyết liệt trong công việc, thiếu tinh thần phối hợp, đồng hành. Thứ ba là hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách, đấu giá, đấu thầu, quản lý tài nguyên môi trường, chưa có sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ.
còn bộc lộ nhiều hạn chế mang tính đặt lại kéo dài. Kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì còn hạn chế, như chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà ruộng cát, rồi xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố, phát triển khu du lịch cộng đồng, di rời gia súc ra khỏi cầm sàn nhà ở, thì một số nội dung công việc là chưa phát huy hiệu quả. Một số ý kiến kiến nghị của cử tri thì chậm được xem xét giải quyết. Nhiều kiến nghị của cử tri thì tồn đọng kéo dài trong nhiều năm. Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành cần quyết tâm nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Nhiệm vụ thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, các dân tộc trong tỉnh. Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tiếp tục bám sát, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nội dung đã được xác định trong nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Thứ hai là tăng cường các cái biện pháp để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường, quản lý tài chính, ngân sách, rồi đấu giá, đấu thầu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nút thắt về thị trường bất động sản, khai thác vật liệu xây dựng thông thường, rồi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, cả dự án đầu tư công và dự án nguồn vốn ngoài ngân sách. Rồi khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến 2050, tập trung tiền chỉ đạo để thực hiện cái dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đẩy nhanh cái thực hiện các cái dự án trọng điểm. Thứ ba là quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, rồi các cái cơ chế chính sách tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quyết tâm cải thiện bằng được thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh chóng kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy phát triển toàn diện các cái lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác y tế, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giải quyết tốt cái vấn đề lao động, việc làm, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thứ năm là bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị tốt các cái điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Thứ sáu là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các cái cơ chế, chính sách và chất lượng của các cuộc giám sát. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực sự là cầu nối gắn kết giữa cử tri và nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, đẩy mạnh phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, tập trung cao, triển khai thực hiện các cái đề án được giao, làm nòng cốt thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ còn 20 ngày nữa là hết năm dương lịch 2023, thì tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tranh thủ tối đa thời gian tăng tốc về đích để hoàn thành cao nhất các cái chỉ tiêu
năm 2023 đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị bảo đảm tốt nhất các điều kiện bước sang năm mới 2024 với khí thế mới cùng tinh thần quyết tâm cao nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm. Và tôi đề nghị các đồng chí lưu ý các vấn đề về tổng kết, đánh giá, xây dựng kế hoạch cũng như là đón Tết. Thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh, tôi rất tin tưởng và kỳ vọng rằng nếu chúng ta tiếp tục kế thừa và phát huy tốt những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, thì cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chung sức đồng lòng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Và chúng ta đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành, vượt mức các cái mục tiêu năm 2024 đã đề ra, để tiến thêm một bước vững chắc trong tiến trình thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025 đã xác định. Xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong phiên khai mạc, kỳ họp đã nghe trình bày 6 báo cáo, một thông báo về kết quả công tác năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tóm tắt tổng hợp và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 14. Báo cáo công tác kiểm sát, tòa án và thông qua các báo cáo lưu hành. Nghe báo cáo thuyết trình 29 tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, 4 báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều cùng ngày, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành chia thành 3 tổ thảo luận, tập trung vào nội dung đánh giá các dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đại biểu thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến xung quanh báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành tiếp tục tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục đối với một số khó khăn hạn chế tồn tại, như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp. Cần khẩn trương kiện toàn công tác cán bộ tại một số sở ngành địa phương, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, cấp phép các điểm đổ thải, đẩy mạnh và có giải pháp đồng bộ căn cơ trong công tác chuyển đổi số. Quan tâm tổ chức họp báo thường xuyên để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế, số doanh nghiệp mới thành lập giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhiều vướng mắc liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính. Tình trạng thiếu giáo viên, nhất là môn tiếng Anh, tin học, cần nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn tại các thôn xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tới trường sau khi sắp xếp các điểm trường, lớp lẻ. Quan tâm phương án thực hiện dạy trực tuyến để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, phát triển hạ tầng viễn thông, mạng lưới cung cấp điện tại vùng sâu, vùng xa. Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Đề nghị các cấp ngành cần đôn đốc chỉ đạo quyết liệt, cụ thể trong giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và các vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, hỗ trợ nhà văn hóa, ra soát, nâng cao chất lượng đội ngũ, làm công tác dân tộc tôn giáo. Về các dự thảo nghị quyết, đa số các đại biểu nhất trí với các báo cáo thẩm tra, có ý kiến cho rằng việc giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 chưa đảm bảo tăng 12% mỗi năm, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đề nghị bổ sung thêm chức danh thú y viên, khuyến nông viên tương đương với mức phụ cấp. Các chức danh khác tại dự thảo nghị quyết quy định chức danh, mức thu phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và ở xóm tổ dân phố. Chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đề nghị tăng mức chi cho học sinh năng khiếu thể thao. Ngày mai mùng 7 tháng 12, kỳ họp tiếp tục thảo luận chung tại hội trường và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các nội dung trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình và phát thanh trên trang thông tin điện tử tổng hợp, kênh YouTube, fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chiều ngày 6 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tại huyện Bảo Lâm. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến đối với 10 dự án luật, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
giám sát tối cao chuyên đề về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri huyện Bảo Lâm bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những quyết sách được thông qua tại kỳ họp Quốc hội, bày tỏ tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hy vọng các chính sách sẽ sớm được thực thi trong cuộc sống. Mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kiến nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục có các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở. Sớm hỗ trợ nguồn kinh phí kịp thời, xây dựng trụ sở công an các xã, nâng cấp mở rộng các cơ quan trường học, ký túc xá cho học sinh. Xây trạm biến áp, kéo điện lưới quốc gia đến các xóm vùng sâu vùng xa, hỗ trợ làm đường giao thông đến các thôn xóm, ra soát lại, phê duyệt các thôn xóm đặc biệt khó khăn, mở rộng chợ bò tại xã Vĩnh Quang, hỗ trợ làm cầu dân sinh, sửa chữa mương thủy lợi, kè chống sói lở các bên bờ suối, hỗ trợ giống phân bón cho hộ nghèo, kịp thời cung cấp giống cây trồng cho các hộ dân đúng thời vụ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận, tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến thu thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp gửi Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo huyện Bảo Lâm tập trung thực hiện tốt mục tiêu kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nhân dịp này, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao hỗ trợ 250 triệu đồng để làm 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Chiều ngày 6 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Việt, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến tiếp xúc với cử tri 7 xã thị trấn của huyện Quảng Hòa, gồm xã Đại Sơn, Cách Linh, Bế Văn Đàn, Mỹ Hưng, Hồng Quang, thị trấn Tà Lùng và thị trấn Hòa Thuận. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tới cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến 3 lần đối với 1 dự án luật, cho ý kiến 2 lần đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Giám sát tối cao chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Cử tri 7 xã thị trấn của huyện Quảng Hòa kiến nghị, nhà nước cần quan tâm xem xét các xã thị trấn biên giới được hưởng các chế độ chính sách đặc thù như bảo hiểm y tế, được miễn giảm học phí, phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, bố trí nguồn vốn tập trung phát triển Phục Hòa trở thành đô thị loại 4 theo lộ trình đề ra. Tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách cho người dân ở các xã mới về đích nông thôn mới, đề nghị sửa chữa điểm bưu điện xã và đường canh cảng xã Đại Sơn, đầu tư làm đường nội đồng vào khu vực Na Đái, Lũng Liềng, xã Đại Sơn. Xem xét về chức danh văn phòng đảng ủy theo chức danh việc làm. Cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri 7 xã thị trấn của huyện Quảng Hòa. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương địa phương xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến khảo sát nắm tình hình phát triển kinh tế cửa khẩu, kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế giữa huyện Quảng Hòa Việt Nam với huyện Long Châu Trung Quốc.
Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12, đoàn công tác của Thành ủy Cao Bằng do đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, tổ chức đi tham quan các khu di tích lịch sử, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Hà Nội. Tham gia đoàn có 50 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, những người hoạt động không chuyên trách, tổ dân phố, khu dân cư thuộc 11 phường xã. Đến thăm khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, các đại biểu được giới thiệu khái quát về lịch sử, kiến trúc, công năng của công trình, giới thiệu về khảo cổ học với dấu tích của ba triều đại Lý, Trần, Lê. Các đại biểu được chiêm ngưỡng những cổ vật quý giá và đặc sắc với chủ đề Thăng Long Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất tại nhà trưng bày. Tiến hành dâng hương tưởng nhớ Đức Vua Lý Thái Tổ và các vị tiên đế đã có công khai sáng kinh thành Thăng Long, dựng xây non sông Đại Việt tại Điện Kính Thiên. Đến thăm Tòa nhà Quốc hội, các đại biểu đã được tham quan bảo tàng khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội, nơi lưu giữ, giới thiệu những di sản lịch sử và văn hóa của gần 1.300 năm liên tục qua các triều đại phong kiến ở nước ta. Hiện nay đang trưng bày hơn 400 di vật được lựa chọn trong tổng số hơn 2.800 hiện vật khảo cổ được tìm thấy dưới nền nhà Quốc hội. Giới thiệu về kiến trúc nhà Quốc hội với biểu tượng trời tròn đất vuông, cao 39m, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi trên diện tích sàn hơn 60.000m2, là nền tòa nhà Quốc hội cũ nằm cạnh quảng trường Ba Đình. Làm việc với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu được thông tin về nhiệm vụ quản lý, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu của Thành ủy Cao Bằng đã dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tại đây, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đại biểu Thành ủy Cao Bằng đã tham quan khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Đây là một quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch thuộc Trung tâm Chính trị Ba Đình, quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 1954, sau khi quân ta về tiếp quản thủ đô, Bác Hồ đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời, từ 1954 đến năm 1969. Hiện còn các di tích, tài liệu, hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích. Công an tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Mô hình điểm về thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh được Công an tỉnh lựa chọn triển khai tại khách sạn Mường Thanh và Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh. Hiện có 195 lượt người khai báo qua phần mềm. Với phương châm tiện lợi, an toàn, bảo mật, phần mềm ASM mang lại những tiện ích trong công tác đăng ký, quản lý lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh, giúp các cơ sở rút ngắn thời gian nhập dữ liệu và tự động cập nhật các thông tin đăng ký của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách lưu trú. Thông tin khách đến lưu trú được bảo mật, có nội dung quản lý hệ thống phòng giá, tự thống kê số lượng khách theo từng thời gian để báo cáo với cơ quan chức năng nhằm giảm bớt thời gian và chi phí cho cơ sở lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh. Trước đó, Công an tỉnh đã tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn đối với các bệnh viện công lập và ngoài công lập, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 11 năm 2023, Công an huyện Trùng Khánh đã tổ chức lễ ký kết và triển khai mô hình thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM giữa Công an huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh. Qua thời gian thử nghiệm, toàn tỉnh đã có 387 tài khoản đăng ký sử dụng và được Bộ Công an phê duyệt. Để việc triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và thông báo lưu trú qua phần mềm ASM, đẩy mạnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNeID và thực hiện thanh toán viện phí bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Tính đến ngày 5 tháng 12, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ hơn 47 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, trong đó quỹ từ năm 2022 chuyển sang trên 20,3 tỷ đồng. Nguồn quỹ vận động trong năm 2023 là hơn 26,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, tỉnh đã phân bổ gần 25,2 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh xã hội. Cụ thể, xây dựng mới, sửa chữa 325 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 19,4 tỷ đồng. Xây dựng trường mầm non xã Chi Viễn, huyện Trùng Khánh với kinh phí 4,5 tỷ đồng. Tặng quà cho người nghèo trị giá gần 920 triệu đồng. Triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho 20 hộ nghèo, người khuyết tật với số tiền 300 triệu đồng. Hiện tại, quỹ vì người nghèo còn gần 22 tỷ đồng. Để tiếp tục xây dựng quỹ vì người nghèo, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo giúp đỡ người nghèo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tập trung hỗ trợ thực hiện đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 6 tháng 12, Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 3 máy phân tích miễn dịch Huỳnh Quang Standard TM200 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Máy phân tích miễn dịch Huỳnh Quang Standard TM F200 phục vụ các xét nghiệm định tính, định lượng, chẩn đoán các bệnh sốt xuất huyết, tim mạch, bộ tuyến giáp. Máy có ưu điểm xét nghiệm nhanh, độ nhạy và độ đặc hiệu cao, cho hiệu quả tốt hơn nhiều lần so với kỹ thuật thông dụng test nhanh hiện nay. Ba máy phân tích miễn dịch Huỳnh Quang Standard TM F200 với tổng trị giá gần 180 triệu đồng hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa và Trung tâm Y tế huyện Thạnh An. Qua đó đáp ứng công tác xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, nhất là trong chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền do muỗi. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy chứng nhận bản vàng cho Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Hội cựu chiến binh đặc công thành phố Bắc Ninh vừa tặng quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Tại đây, đoàn đã tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 10 kính lão cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn của xã. Tặng 50 suất quà, mỗi suất 100.000 đồng cho các em học sinh trường mầm non xã Đàm Thủy. Đây là hoạt động thường xuyên được Hội Cựu Chiến binh Đặc công thành phố Bắc Ninh tổ chức, thể hiện tình cảm giữa đồng chí đồng đội, đồng thời cũng động viên các cựu chiến binh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Hà Quảng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có 64 đại biểu là những hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 263 hội viên trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đến nay, hội đã thành lập được 175 đội văn nghệ xóm, tổ dân phố, 21 đội văn nghệ xã thị trấn, một đội văn nghệ chủ chốt của huyện, một mô hình đội văn nghệ phục vụ du lịch. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, đội thông tin lưu động tỉnh đưa thông tin văn hóa về cơ sở, mỗi năm có 4 đến 5 phân chi hội tham gia biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Tích cực truyền dạy, phổ biến dân ca trong nhân dân. 5 năm qua, hội tổ chức truyền dạy cho hơn 150 hội viên. Việc truyền dạy các làn điệu dân ca tại cộng đồng và cho các đối tượng là hạt nhân văn nghệ của các câu lạc bộ, đội văn nghệ trên địa bàn huyện, bước đầu đã tạo được sự quan tâm của nhân dân. Các làn điệu dân ca tiếp tục được đưa vào trường học. Đến nay, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở đưa các làn điệu dân ca vào giảng dạy thông qua bộ môn âm nhạc, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đội. Nhiệm kỳ 2023-2028, chi hội tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, bảo tồn, sưu tầm, phấn đấu 100% các xóm, xây dựng 10 chương trình dân ca phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sáng tác, đặt lời mới cho dân ca các dân tộc từ 15 bài trở lên. Đại hội bầu ban chấp hành Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Hà Quảng giai đoạn 2017-2023. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh xác định chuyên đề trọng tâm xuyên suốt trong năm 2023 là xử lý vi phạm nồng độ cồn. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông, Công an thành phố Cao Bằng tăng cường nhiều giải pháp, quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn và kiên quyết hình thành thói quen đã uống rượu bia, không lái xe.
có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Cao Bằng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp vào tối ngày 5 tháng 12. Chỉ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ mở chốt, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra 100 lượt phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện 10 trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trong đó, 2 người điều khiển ô tô và 8 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Đáng chú ý, có những trường hợp vi phạm ở mức kịch khung. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có thái độ hợp tác và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp không chấp hành, né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp, thậm chí có những trường hợp chống đối. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, tất cả các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định. Riêng chuyên đề về nồng độ cồn, thì công an thành phố đã xử lý rất nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hiện nay thì cái số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn đã có giảm. Những cái hiện tượng như là phóng nhanh, vượt ẩu, những hiện tượng điều khiển xe ô tô mà vi phạm có nồng độ cồn chạy trong địa bàn thành phố gây nguy hiểm cho các phương tiện khác thì gần như đã không có. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Cao Bằng vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy với cái tinh thần là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lấy tính mạng, sức khỏe của nhân dân, của người tham gia giao thông là điều lớn nhất, cao nhất. Tất cả những vi phạm khác mà ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thống kê, 11 tháng năm 2023, Công an thành phố Cao Bằng xử phạt 529 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lỗi vi phạm này chiếm 35,3% trong tổng số vi phạm và được đánh giá là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.